Ok, chúng ta đến thủ gì đây? Thụy Điển. Lại là phòng thủ Ấn Độ. Mình lại phải chơi kiểu Quang Liêm vậy. Đấy ra, ngoài tượng lên đấy. Giữ bằng sạch. Lên đấy. Nãy giờ. Đánh thế nào đây? Nhập thành xa đi. Về tượng. Rồi, đây mình sẽ mở toang cánh vua ra để tấn công vua đen. Thí tốt luôn. Pem của mã này đã. Tốt ăn lên hay tượng ăn lên thì đều không quan trọng. Mục đích của mình là mở cột cho xe. Đẩy tốt lên. Thế cả thôi. Pem nút. Lên vua. Ăn mã là rốt rồi. Đây mình có thể đẩy tốt để mở cột cho mở đường chéo này cho hậu. Đen thì đẩy tốt lên. Mình sẽ ăn vào đây chiều cũng không được. Hậu giữ rồi. Đẩy tốt lên. Đẩy tiếp xuống. Tốt ăn lên. Cũng không được. Chúng ta xem đen đẩy tốt lên không. Khả năng mình sẽ phải đưa nút tượng lên. Rồi, lau mã vào thì bỏ xe luôn. Đừng bảo lên vua chặn lại nhé. Mã đuổi hậu. Ai là đuổi hậu giữ tốt. Chất thế nhỉ. Được của nó đấy. Ăn xe. Chiếu phát á. Xuống vua, đẩy xuống lên vua. Đẩy phát á. Rồi, cho vua chặn đường quân tượng này đã. Bây giờ mình sẽ đánh thế nào tiếp đây? Con nước nào để chiến thắng không? Vào hậu đây được không nhỉ? Rồi, không cần phải ăn mã. Đây sẽ là nước chiếu chiếu hết. Lưỡng chiếu.
sao chết thế sale thì tấn công biến ảo như vậy, đẩy lên đấy. Chiếu đây thì vào vua. À không, chiếu đấy, ờ à, đúng rồi, vào vua. Ăn hậu đúng rồi, chiếu bắt hậu. Tươi luôn. Sen sang. Đẩy xuống chiếu. Đổi luôn tượng. Dám phế không? Ok, phế xong thì hết quân chơi. Không dám phế. CTC lại hơn 4 điểm rồi. Còn 23 giây, hỏng mẹ rồi, hết thời gian rồi. Còn 23 giây. Vào xe. Đây là nước đuổi xe. 20 giây. Mã lên đây, xuống bên đây. Xuống đây. Chưa làm gì được nhỉ. Đổi nút đi. Mười hai giây. Ôi rồi nhầm rồi. Mười giây. Bốn giây. Đuổi đi. Hai giây thôi. Rồi. Không thể tin nổi. Tuyệt vời. Quá đẹp. CTC tấn công từ đầu đến cuối. Xuất sắc.